Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn, chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn muốn xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm Tân Sửu ngày này là ngày Mậu Tý tháng Canh Tý năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa ngày mậu tý tức can khắc chi nghĩa là thổ khắc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tích lịch hỏa kỵ tuổi nhâm ngọ giáp ngọ ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày tí lộc hợp với sửu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục song với ngọa hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi bính ngọa giáp ngọ tuổi xung trong tháng tuổi nhâm ngọ bính ngọ giáp thân giáp dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao mã đức tinh tốt mọi việc sao kính tâm tốt đối với an táng sao quan nhật tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao sáu trừ sao kim thần thất sát sao sáu trong ngày gồm có sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao nguyệt yếm đại họa xấu đối với xuất hành giá thú sao nguyệt kín chuyển sát kỵ về khởi công động thổ sao phụ đầu rát, kỵ về khởi công động thổ vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng chính bắc sau đây mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021 mời các bạn đón xem vận trình của mình để đón lành lánh giữ chúc các bạn có một ngày gặp nhiều may mắn và bình an mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn muốn xem từ vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cái điều này có thể giúp cho bạn tuổi Tý có thể nghiền ngẫm về những vấn đề mà bạn đang bỏ qua hoặc là quan tâm hoàn tất những công việc chưa kết thúc. Nếu như bạn có bất cứ sự tính toán nào dài hơi hơn trong tương lai thì đây cũng là lúc để cho bạn ngồi lại để cân nhắc và vạch ra cho mình những chiến lược cụ thể hơn. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn Tử Tí lại đang gặp ngày có thủy khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên giữ gìn về sức khỏe, không nên đi chơi xa, bản mệnh dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về thời tiết hay mệt mỏi, khó chịu, làm việc gì cũng không thể tập trung được. Và ngày này với ban tổ tí đang có điểm báo đi xa không được thuận lợi, khó gặp được người, không có người giúp đỡ, thậm chí là có sự va chạm, cãi quạ, thị phi không đáng có nên tránh thì hơn. Vai từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, mọi sự thuận lợi nhờ có sự nhanh nhẹn của bạn. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, tình cảm gia đình khó được hòa hợp vì sự cố chấp. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, từng lời nói ra đều phải thận trọng hơn nữa. Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, nỗ lực cố gắng hết mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên chú ý tới sức khỏe của mình, không nên xuất hành đi xa ngày hôm nay. Và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm Tân Sửu, ngày này nhân thần ở trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan, vì vậy với bạn tuổi Tý nên tránh mọi sự tổn thương va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, mọi sự được thuận lợi nhờ sự nhanh nhẹn của bạn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tình cảm gia đình khóa hòa hợp vì sự cố chấp từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa từng lời nói ra đều phải thận trọng hơn nữa từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ nỗ lực cố gắng hết mình sẽ được đền đáp xứng đáng từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên chú ý về sức khỏe không nên xuất hành đi xa trong ngày hôm nay và đánh giá của ba tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 59, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi Sửu, toa chúng ta thấy là lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi xỉu trong ngày này. Đừng có ngần ngại việc chia sẻ những suy nghĩ tâm tư của mình trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có tam hội nâng đỏ. Với bạn tuổi xỉu, khi bạn cởi mở, mở lòng mình, mọi người cũng hiểu bạn hơn và sẵn sàng có thể hỗ trợ cho bạn, chia giấu bản thân chỉ khiến cho bạn mệt mỏi hơn mà thôi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Sửu thay vì làm việc tùy hứng, bốc đồng thì bạn nên làm việc theo kế hoạch. Bạn đừng có cho rằng cứ phá vỡ mọi quy tắc là khôn ngoan, bạn đang tự tay phá bỏ hết các lợi thế mà mình đang có đối với bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này làm cho bạn mệnh quản lý về tiền bạc không được tốt cho lắm. Và với bạn tuổi sửu có thể phải chi tiêu nhiều hơn, bạn đừng có lãng phí và cũng chớ có phung phí về thời gian, công sức vào những việc không đáng bạn tuổi sửu nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim các cặp đôi khó tìm được tiếng nói chung tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy lập kế hoạch quản lý về tài chính cụ thể sẽ giúp ích nhiều cho bạn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa đừng quá tin người kéo lại phạm phải sai lầm tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ áp lực công việc khiến cho tinh thần trở nên nặng nề hơn. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, chớ hứa hẹn điều gì mà mình không chắc chắn. Vài đánh giá của bạn tử xỉu trong ngày thứ hai này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 72, số 89, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tý. từ vi tuổi Dần thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đây là một ngày phù hợp với những công việc như là học hành tìm tòi các kiến thức mới với bạn sẽ được phát huy sức sáng tạo tối đa trong ngày hôm nay nhờ có được sự nâng đỡ của thiên ấn chiếu mệnh đây cũng là ngày mà với bạn tuổi dần đang có xu hướng bộc lộ những cảm xúc thực của mình. Hẳn nhìn điều đó nói ra có thể khiến cho ai đó rất ngạc nhiên và thích thú khi họ có được cơ hội hiểu hơn về con người của bạn. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi dần ạ, cũng đang gặp được ngày có thủy mộc tương sinh. Cái điều này cũng sẽ giúp cho đời sống về tình cảm của bạn mệnh thêm phần được vượng sắc. Nhờ đó mà hai người hôm nay rất tâm đầu ý hợp. Thậm chí là có những lúc bạn không cần nói ra suy nghĩ của mình, người ấy vẫn đoán ra được nữa. Và ngày này với mặt từ dần, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay bạn chớ nên tin người có kéo lại bị lợi dụng nên giữ những công việc cũ hoặc là làm những công việc nhỏ. Trong ngày nên kiên cử những công việc như là khởi công, tạo tác, xây xây cất về nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đảo mương rạch để tránh rủi ro xảy ra với mình về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy về tình hình tài chính được ổn định không cần phải lo lắng nhiều Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa tình cảm gia đình khá hài hòa yên ấm tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đừng có lơ là với sức khỏe của bản thân tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc một quyết định nóng vội có thể để lại những hậu quả đáng tiếc Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đừng dễ dàng tin tưởng một ai đó mà bạn chưa hiểu rõ về họa về đánh giá của bà Tử dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 48, số 64, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi tuất, Từ vi tuổi mão thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cái điều này làm cho bạn đang có sự vô lẽ và nhắc nhở bạn tuổi mão rất dễ phạm phải sai lầm nếu như cứ cho mình là đúng cố gắng hơn thua với cả những người cao tuổi và bạn tuổi mão á bạn hiểu rằng bạn thông minh hay tài giỏi thì người khác cũng đã biết rồi hoàn toàn không cần bạn phải chứng tỏ nhá và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi mão á nếu như bạn lên kế hoạch cụ thể cho riêng mình thì ngày hôm nay mọi việc sẽ diễn ra hiệu quả hơn với sự giúp đỡ của chính ấn chiếu mệnh đây cũng là ngày mà bạn tuổi mão nên khéo léo một chút trong cách giao tiếp ứng xử để tránh những hiểu lầm hoặc là rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Và trong ngày thứ hai này với ma tuổi mão, bạn lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn thêm phần được tốt đẹp hơn. khuyến khích bạn mạnh tuổi mão bật đèn xanh với một người mà bạn đang để ý vì cơ hội thành công là rất cao. Còn những cặp đôi hôm nay sẽ có được cơ hội hẹn hò trong một buổi tối lãng mạn ở cuối ngày nhé vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy đừng tự biến mình trở thành người độc hành trong cuộc sống này tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh mọi việc sẽ dễ dàng hơn tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ thời tiết thay đổi khiến cho sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng ít nhiều tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tình cảm được cải thiện rõ rệt nhờ có được sự thấu hiểu tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tinh thần mệt mỏi sức khỏe suy giảm về đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 91, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi thân. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay thêm phần tốt đẹp hơn cái chuyện tình yêu theo một góc nhìn khác rất ấm áp và tươi mới hơn với bạn. Với các cặp đôi có thể có được những chuyến đi chơi xa cùng nhau sẽ có được những khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên nhau nữa. Và với bạn tuổi thìn, sau một khoảng thời gian đầy khó khăn và áp lực trong cuộc sống thì dường như dưới sự trợ giúp của thực thần chiếu mệnh trong ngày hôm nay với bạn sẽ tìm thấy được sự khơi khỏa đem lại cho bạn có được những phút thư giãn, thoải mái và bạn hãy tận dụng cơ hội này để nạp lại năng lượng cho mình trước khi bước vào một cuộc chiến mới với công việc, với các mục tiêu mới bạn tuổi thìn nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang bị giảm sút. Nếu như có bệnh thì tập trung chữa bệnh đừng có chủ quan với bản thân mình tuy nhiên ngoài việc làm theo lời khuyên của bác sĩ thì bạn nên hiểu hơn về cơ thể của mình để có thể điều chỉnh phù hợp hơn một điểm đặc biệt trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn lại đang có được chính tài chia chở làm cho vận trình của bạn đang có được cắt khí lan tràn tài lộc vây quanh. Với bạn tuổi thìn, bạn thoải mái khi tiền bạc và đây không phải là vấn đề bạn quan tâm. Bạn đang có được vận may bất ngờ, có thể có được cơ may trúng thưởng trong các trò chơi nào đó, có người còn trúng số, mua được nhà, mua được xe. Xong với bạn lại đang có dấu hiệu hao tài trong tương lai, bạn cũng cần phải chú ý bạn tuổi thìn nhé. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh họa, đừng ôm đồm quá nhiều việc bạn cần phải biết chia sẻ để cùng phát triển từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tình cảm được vun viến khiến cho bạn cảm thấy tự tin hơn từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc được nhiều người nhiệt tình giúp đỡ từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có được vận quý nhân ở bên công việc thêm phần hanh thông suôn sẻ từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tiền bạc rụng rĩnh không lo túng thiếu về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 73, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi sửu. Từ vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi tỵ rất dễ bị phật ý không hài lòng về một ai đó trong ngày hôm nay do đó với bạn tuổi tỵ càng nuôi ít hy vọng càng tránh được sự thất vọng cũng như là rắc rối đi kèm với nó nhé trong ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có cục diện ngộ hành họa thủy xung khắc cái điều này cho thấy với bạn đang có sự ngang bướng khiến cho tình cảm của cả hai người đang có dấu hiệu rạn nứt và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn đó là đừng có làm tổn thương đối phương chỉ vì tính đòi hỏi muốn người ấy làm theo ý của mình và ngày này xem tử vi cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Trong ngày này với bà tuổi tỵ cũng không nên xuất hành đi xa bởi bạn đang có điểm báo công việc không được thuận lợi hay gặp chuyện trái ý nghịch lòng không được như ý muốn nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa gia đạo bất hòa tình cảm giữa cha mẹ và con cái không được mấy tốt đẹp từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ đừng dựa dẫm quá nhiều vào những trò đỗ đen từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc duy trì các mối quan hệ xã giao tốt đẹp sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim tiểu nhân rình rập, cẩn trọng trong từng hành động quyết định của mình từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy dù làm gì cũng cần phải xem xét cẩn thận trước sau khi đưa ra quyết định. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 66, số 97, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tuất. từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tí ngọ mạo dậu làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày có những mâu thuẫn xảy ra khi với bạn tuổi ngọ đang chú trọng những cảm xúc của bản thân mình thay vì những người xung quanh mình và đây là ngày mà với bạn tử ngọ sẵn sàng bày tỏ những yêu cầu, những kỳ vọng của bản thân mình cho một người bạn, một người nào đó mà bạn yêu thương nhưng vô tình bạn lại bỏ qua cảm xúc của những người xung quanh ngày này với bạn tử ngọ trong khi với bạn đặt nặng việc gì đó thì những người xung quanh lại không như vậy và khi gặp kiếp tài chiếu mệnh gây ra sự mất đồng điều đây cũng là ngày mà ai đó không chia sẻ cùng mục tiêu với bạn trong khi bạn cũng trở nên kém đi sự nhẫn nại hơn, vì thế các tương tác trở nên kiếm hiệu quả. Và ngày này với bà Tử Ngọ, xem tử vi cũng cho thấy bà Tử Ngọ lại đang gặp ngày có họa thủy xung khác. Cái điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh lúc này. Có thể vì thời tiết thất thường cho nên bạn rất dễ bị cảm, sốt. Ngoài việc uống thuốc đầy đủ, bạn nên đi ngủ sớm để gia tăng sức đề kháng cho cơ thể chống lại bệnh tật bạn Tử Ngọ nhé. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, sự nóng giận có thể khiến cho bạn phải hối tiếc. Từ vi tuổi bính ngọa, thuộc mệnh thủy, học cách kiên nhẫn khi những tình huống bất ngờ phát sinh. Từ vi tuổi mậu ngọa, thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ về tình cảm nâng lên một nấc thang mới. Từ vi tuổi canh ngọa, thuộc mệnh thổ, không thực sự tự tin với những gì mình đang làm. Từ vi tuổi nhâm ngọa, thuộc mệnh mộc, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, cần phải lưu ý nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 58, số 80, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọa, tuổi hợi. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tí mùi tương hại. Cái điều này là yếu tố ngoại cảnh ngăn cản bạn tuổi mùi tiến hành một kế hoạch nào đó trong ngày hôm nay. Có lẽ vì quá bận rộn mà dường như với bạn mệnh tuổi mùi không chú ý tới một điều gì đó đang diễn ra cho nên không đủ khả năng điều chỉnh sao cho phù hợp nữa. Trong ngày thứ hai này với bạn túi mùi, nếu như bạn không muốn trải qua một ngày gặp nhiều khó khăn thì với bạn túi mùi trở nên bốc đồng trong ngày hôm nay vì bạn dễ xa đà vào những tác động tiêu cực của thương quan đưa lại. Có những vấn đề nếu như bạn không đủ khiếu liếu để xử lý rất dễ để cho mọi việc đi quá xa và bạn cần phải tránh xa những lời xúi dục của những kẻ xấu ra nhé. Ngày này, bà túi Mùi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này cũng sẽ không tốt cho chuyện tình cảm trong ngày hôm nay. Bạn đang cố gắng hết sức mình để gây ấn tượng với một người nào đó. Tuy nhiên, vấn đề là họ dường như rất thờ ơ với bạn và không quan tâm tới những nỗ lực của bạn. Vậy thì cơ hội đặt ra là bạn cố gắng để làm gì, điều đó chỉ khiến cho bạn mệt mỏi hơn mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tình cảm gia đình trục trặc. Mâu thuận linh minh, tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, tính cách khác biệt, đừng có nhấn mạnh tới điều chỉnh, bạn không thích, tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, cẩn thận, kẹo lệ có người phá hoại cuộc sống của bạn, tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, đừng có làm phiền ai, kẹo bạn làm cuộc sống thêm xáo trộn, tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, bất đồng quan điểm khiến cho công việc bị trì trệ. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 69, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này có thể mang tới nhiều niềm vui mà bạn chưa từng nghĩ tới nhờ đó mà với bạn tuổi thân có được cơ hội tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong ngày hôm nay đây là ngày tuyệt vời cho những cặp đôi có được buổi tối hẹn hò lãng mạn nữa đấy trong ngày thứ hai này với bạn tuổi thân nhờ có được thiên tài trợ mệnh mà với bạn đang có được khả năng lưu nhớ những chi tiết nhỏ có lợi rất lớn cho ngày hôm nay, nhất là với những khoản tiền liên quan bởi vì như thế với bạn tuổi thân có thể giải quyết được mọi việc trong khi ai đó đang quản lúng túng và đây cũng là ngày mà bạn tuổi thân không gặp phải khó khăn như mình nghĩ trong việc hòa đồng với mọi người. Vậy thì bạn cần phải tích cực và chủ động hơn nữa bạn tuổi thân nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi than lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cũng sẽ giúp cho sức khỏe của bạn mệnh được cải thiện một cách rõ rệt khi bạn thực hiện những phương thức phù hợp để chăm sóc cho cơ thể của mình đúng cách. Với bạn tuổi thân cũng đã dành nhiều thời gian hơn, công sức hơn để chăm lo cho sức khỏe của mình trong thời gian gần đây nữa rồi. Với bạn tuổi thân, lúc này bạn nên bắt tay vào những dự án mang tính chất sinh lời, may mắn đang đến với bạn thông qua các khoản tiền mà bạn đã tích lũy bấy lâu. Chính vì thế, bạn hãy nhanh chóng mang về cho mình ít lợi nhuận trong khoảng thời gian này bạn tuổi thân nhé về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tài lộc dồi dào tiền bạc chạy về túi ầm ầm từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa về tình hình tài chính được tăng tiến có thể được cho tặng về tiền bạc từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ sức khỏe dồi dào không lo về bệnh vật từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đừng có vội từ chối những cơ hội gặp gỡ người mới đưa đến cho bạn nhiều cơ hội tốt từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đối với những bạn đang quản độc thân đào hoa nở rộ tìm được người như ý với mình. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 44, số 87, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tí Dậu tương phá cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Dậu càng muốn nhờ tới ai đó giúp đỡ thì càng dễ dàng bị làm hỏng việc mọi người không phải ai cũng có dự định giống như bạn và điều duy nhất mà bạn cần phải làm lúc này đó chính là phải kiên nhẫn hơn tìm cách tự giải quyết cái chuyện của mình trước khi nhờ người khác giúp đỡ nhé Vấn đề tài chính của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này nhờ có được chính tài xuôi tỏ nên sẽ đưa đến cho bạn tuổi Dậu có được những lời nhắc nhở thực tế hơn sẽ giúp cho bạn hiểu thêm hơn về giá trị của đồng tiền cũng như là việc chi tiêu của bạn xem chúng có thực sự phù hợp hay không. Có lẽ với bạn tuổi Dậu sẽ cần phải xem xét lại sự bù trừ cho một số khoản tiền nào đó trong khoảng thời gian chi tiêu thiếu đi sự tính toán của mình nữa vì vậy bạn cần phải cẩn trọng hơn nhé và trong ngày này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh và đây là cơ hội để cho bản mệnh hóa giải những sự căng thẳng liên quan tới mối quan hệ hiện tại chỉ cần bằng cách thẳng thắn nói chuyện và tìm ra giải pháp chung là được và bạn cũng cần phải biết lắng nghe và thông cảm nhiều hơn bạn tuổi dậu nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy bạn chẳng thể trốn tránh được điều gì mà phải đối đầu tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tránh đối đầu với những người có chức quyền không có lợi tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tình cảm lứa đôi có nhiều khởi sắc rõ rệt tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc sức khỏe gặp không ít những vấn đề cần phải theo dõi thường xuyên tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim chỉ cần không bỏ cuộc bạn vẫn có thể gặt hái được nhiều điều mình mong muốn và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 61 số 73 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu ánh kim quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mùi từ vui tuổi tốt thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp được nhiều may mắn đến với mình với sự giúp đỡ của những người xung quanh chính là nguồn lực lớn nhất dành cho bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay khi bạn đang có được thực thần nâng đỡ và với bạn tuổi Tuất hãy sử dụng lợi thế đó để có thể hoàn tất được những trách nhiệm công việc. Đây cũng là ngày mà bạn nên dành thời gian cho những người trẻ tuổi. Sự chia sẻ của bạn hạn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả bản thân bạn lẫn những người đó nữa. Ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình tài chính của bạn mệnh. Do đó, bạn nên hạn chế đưa ra những quyết định liên quan tới vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay hay là các quyết định về đầu tư cần phải chú ý, không nên cho vay mượn về tiền bạc kéo lại mất tiền mà tình cũng không còn nhé. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm Tân Sửu, thiêu hại thượng là ông nhân thần nằm ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan, vì vậy với ba tuổi tốt nên tránh mọi sự tổn thương va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này và ngày này theo khẩu minh hôm nay cũng là ngày 6 không được tốt vì vậy với bạn tuổi tuất không nên tiến hành những công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa trong ngày hôm nay để tránh rủi ro xảy ra với mình về từ vi tuổi giáp tuất Thuộc mệnh hỏa, đừng có bộ lỡ cơ hội được hợp tác với những đối tác tiềm năng. Từ vi tuổi bính tuất, thuộc mệnh thổ, vận tài lộc suy giảm, đề phòng những dự án tiềm ẩn rủi ro. Từ vi tuổi Mậu tuất, thuộc mệnh mộc cẩn trọng trong từng hành động tránh để xảy ra những sai lầm đáng tiếc tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim được khen ngợi nhờ khả năng xử lý tình huống của bạn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy các mối quan hệ xã giao đối tác làm ăn vướng phải nhiều trục trặc không nên tiến hành đầu tư những công việc liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 47, số 96, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Từ vi tuổi Hợi, thứ hai, ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày của tam hội xuất hiện. Cái điều này khiến cho bạn tuổi hợi muốn kết nối với bạn bè để có thể xúc tín một kế hoạch gì đó trong ngày hôm nay. Nhưng với bạn nên nhìn vào thực tế là họ có thể ủng hộ bạn. Nhưng để hiểu rõ mọi vấn đề là điều khó có thể. Vì vậy với bạn tuổi hợi cũng chỉ cần lợi động viên của họ thôi như thế cũng là được rồi ngày này với bạn túi hỏi đang có điểm báo dường như liên quan nhiều tới những thay đổi bất ngờ và phút chốt dưới sự tác động của thương quan chiếu mệnh. tuy nhiên nếu như bạn xem xét lại, bạn túi hỏi sẽ thấy được không phải người chịu ảnh hưởng trực tiếp. vậy thì đừng có trầm trọng hóa vấn đề lên. cái quan trọng chính là tinh thần thích nghi và chủ động trong mọi tình huống. Xem tử vi cùng cho thấy với bà tuổi hợi trong ngày này lại đang gặp ngày của thủy khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bạn. Bạn nên ưu tin ăn những đồ ăn rẻ tiêu có lợi cho sức khỏe, tránh xa các đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ vì chúng là tác nhân gây ra một số bệnh tiềm tàng mà bạn không hề biết được nhé về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa được nhiều người yêu mến quý trọng vì sự thân thiện từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ về tình hình tài chính có được sự khởi sắc khi bạn quan tâm tới việc làm ăn từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc tránh nói những lời vô nghĩa chỉ vì bạn đang bối rối từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tính toán cẩn thận để không phải trả giá cho những lỗi lầm của mình từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy chớ nên theo đuổi những điều gì quá vô vọng chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi. Về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 62, số 87, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thìn, Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.